Xin chào tất cả các bạn, hãy trên tay mình đang là một cái phiên bản mới của Oppo R5. Đây là cái phiên bản Oppo Q R5, tức là cái phiên bản Limited Edition. Một phiên bản mà Oppo tung ra nhằm cho những người thích một chiếc máy với cái màu vàng và rất là thời trang. Thì hôm nay mình sẽ khui hộp chiếc máy này để các bạn xem màu bên trong của nó thật sự như thế nào và những phụ kiện kèm theo có gì đặc biệt hay là có gì khác so với cái phiên bản tiêu chuẩn mà trước đây mình từng giới thiệu với các bạn hay không. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình khui hộp chiếc Oppo Q R5, hay mình tạm gọi đó là phiên bản Gold Edition. Đây là cái phần mặt ngoài, mình sẽ để nó vào một bên. Và đây là chiếc hộp của chiếc Oppo R5 màu Gold Edition, đó là cái màu mà mình tạm gọi như vậy. Đây, ở phía trong là chiếc Oppo R5. Ngay cả đến cái logo tên mà họ cũng làm cái màu vàng ở đây, tương tự như với cái phần viền này, các bạn có thể thấy màu vàng rất là đẹp, rất là nổi bật. Ở trong hộp thì để mình xem có những phụ kiện kèm theo nó như thế nào. Ở đây thì mình có một cục sạc Vox Mini. Đây là cục sạc với cái khả năng sạc rất là nhanh cho những cái điện thoại của Oppo. Ở đây thì mình có thêm một tai nghe của Oppo. Thì cái phần tai nghe này để mình lấy ra các bạn xem. Vì cái máy Oppo R5 họ không có đủ cái độ mỏng để chúng ta... Vì cái Oppo R5 không có cái chắc cắm tai nghe 3.5, cho nên họ phải sử dụng thông qua một cái dắt chuyển để sử dụng cái cổng micro USB. Đây, các cổng này như thế này đó. Các bạn có thể sử dụng cái tai nghe này sử dụng với một chiếc máy khác cũng được, nhưng mà nếu mà chúng ta muốn sử dụng với R5, chúng ta phải sử dụng cái dắt này để chuyển và có cái tín hiệu âm thanh từ trong cái máy ra. Tiếp theo chúng ta còn có thêm một cái hộp. Thì cái phần hộp này có một cái cây chọc SIM của Oppo, những tài liệu hướng dẫn kèm theo chiếc Oppo R5, thông tin quan trọng về sản phẩm, tức là cái thẻ bảo hành. Chúng ta còn có thêm một cái ốp lưng được làm bằng nhựa, nó hơi mờ một tí, hai cạnh thì nó trong suốt. Và cuối cùng ở trong hộp là một cáp micro USB. Thì cái cáp này đã được Oppo họ làm lại để chúng ta có thể sử dụng cái công nghệ sạc nhanh mà họ gọi là VOOC, hay đặt đọc tắt đi đó là VOOC. Vậy như vậy, đây là tất cả những cái phụ kiện kèm theo chiếc Oppo R5 phiên bản Gold Limited Edition được bán chính hãng tại Mai Nguyệt. Trong tay mình hiện nay đang là chiếc Oppo R5, và trước tiên thì mình sẽ giới thiệu thêm về cái phần thiết kế của máy. Thì máy vẫn sử dụng cái giao diện thiết kế giống như phiên bản tiêu chuẩn R5 mà trước đây mình đã từng giới thiệu với các bạn. Tuy nhiên cái phần viền này, cái phần viền kim loại thì đã được hãng mạ lên cái phần màu vàng. Đây các bạn có thấy cái phần màu vàng này nó chạy xuyên suốt toàn bộ phần thân máy. Tất cả các chi tiết như là những cái phím tăng âm lượng, phím nguồn, hay là thậm chí là cái logo ở mặt sau thì họ cũng làm với cái màu vàng tương tự như với phần viền. Đây, cái phần camera lồi của Oppo R5 cũng được khắc với cái màu vàng xung quanh. Thì về mặt thiết kế thì chiếc Oppo R5 phiên bản mà mình tạm gọi là Gold Edition nó không có thay đổi so với cái phiên bản tiêu chuẩn. Họ chỉ bổ sung thêm cái phần viền với cái màu vàng mà thôi. Về mặt cấu hình thì Oppo R5 phiên bản Gold Edition vẫn không có thay đổi so với cái phiên bản tiêu chuẩn. Chúng ta vẫn có chip xử lý Snapdragon 615 của Qualcomm, xung nhiệt 1.5GHz, máy có RAM 1GB và bộ nhớ trong của máy là 16GB. Đặc biệt thì máy không có hỗ trợ thêm cái thẻ nhớ ngoài. Mình cũng nhắc một tí về cái phần màn hình của Oppo R5. Họ sử dụng cái màn hình 5:2 công nghệ AMOLED và có cái độ phân giải là Full HD. Cho nên khi mà chúng ta sử dụng cái màn hình này, các bạn sẽ cảm thấy nó rất là nghiền mắt. Cái màu sắc lên rất là tươi, để các bạn có thể thấy qua video. Thì nếu các bạn chứng kiến trực tiếp từ trên máy hay là chúng ta xem bằng mắt thì chắc chắn chiếc Oppo R5 sẽ làm cho các bạn rất là thích bởi cái màu sắc rất là tươi trẻ ở trên này. Ngoài ra thì Oppo cũng trang bị cho các camera 13 megapixel ở mặt sau của Oppo R5 cái ống kính Snyder. Đây là một trong những ống kính giúp cho chúng ta hứa hẹn cái chất lượng ảnh chụp rất là tốt. Với cái công nghệ sạc nhanh VOOC của Oppo họ trang bị cho những cái sản phẩm như Oppo Find 7 hay là Oppo R5 thì chiếc máy của chúng ta có thể sạc được trong vòng 30 phút là được 75%, rất là nhanh. Với cái lượng pin 2000mAh thì các bạn có thể sử dụng cả một ngày. Khi mà các bạn cần thì chúng ta có việc cắm sạc thì một tí sau là chúng ta đã có được cái lượng pin đầy rồi, rất là nhanh. Thì ở phía trong máy vẫn sử dụng cái giao diện ColorOS phiên bản 2.0 mới của Oppo. Mình sẽ vào trong phần setting. Thì trong phần setting này họ đã chế biến lại không còn cái màu trắng mà là cái một phần màu đen. Ở trong phần about thì mình xem kỹ hơn. Oppo R5 sử dụng cái phiên bản ColorOS 2.0.1i dựa trên cái nền Android 4.4.4. Này, ở phía trong chúng ta có thêm những thông tin về chip xử lý như mình có giới thiệu, là chip xử lý 8 nhân và xung nhiệt 1.5GHz, RAM 2GB.
trong con máy là 16GB, và với cái dung lượng nguồn nhớ 16GB thì các bạn có thể sử dụng được khoảng 10GB 78 trong cái bộ nhớ để chúng ta lưu trữ của máy. Ngoài ra chúng ta vẫn có những cái tính năng khác như là cái gesture and motion này, chúng ta có thể sử dụng để bật tắt nhanh, hay là trong cái phần smartphone các bạn có thể vào đây để chúng ta tìm hiểu thêm. Chúng ta còn có thêm cái quản lý pin, thì trong cái phần là quản lý pin này chúng ta bật cái normal power saving lên thì nó sẽ bật ở chế độ tiết kiệm điện năng bình thường, nhưng mà khi chúng ta bật lên chúng ta còn có thể sử dụng cái tính năng là super power saving, tức là chúng ta sẽ ngắt hết tất cả những kết nối khác mà chỉ còn lại những cái tính năng như là gọi điện, truy cập vào trong danh bạ, nhắn tin hay là xem những cái giờ hoặc là đặt báo thức mà thôi, không có còn những chức năng như chúng ta sử dụng để lên mạng. Đó là cái chức năng chính của chức năng power saving trên những chiếc điện thoại mới của Oppo. ColorOS là một trong những giao diện mà mình rất là thích, và cái sự nhẹ nhàng và những cái màu sắc của nó rất là tươi trẻ, phù hợp với những bạn trẻ năng động và tìm kiếm một chiếc điện thoại ở cái phân khúc khoảng trên dưới 10 triệu đồng, có thiết kế mỏng đẹp. Và với phiên bản Gold Edition này thì chắc chắn các bạn nữ sẽ rất là thích ở chiếc Oppo R5. Mức giá và quà tặng của Oppo R5 các bạn có thể xem trên website mangnguyen.vn. Thì ở đây thì Mai Nguyên đã có đầy đủ những thông tin về chiếc điện thoại này, các bạn có thể lên đó và truy cập thêm. Xin cảm ơn các bạn và hẹn các bạn trong những video lần sau.